năm học 2020-2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên nhu cầu mua sắm ở các địa phương có biến động so với mọi năm. Việc mua sắm sách vở, đồ dùng học tập diễn ra chậm hơn mọi năm và dùng dập vào dịp sau khai giảng. Sức mua những ngày gần đây tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ nên xảy ra hiện tượng thiếu cục bộ. Đại diện nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết đang gấp rút điều chuyển sách giữa các địa phương và khu vực in bổ sung gấp để đáp ứng nhu cầu phát sinh, có đủ sách trong 1 đến 2 ngày tới. Đại diện nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khẳng định sẽ giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến sách giáo khoa tại đường dây nóng 0377 333 545, được duy trì từ 8 giờ sáng đến 22 giờ hàng ngày trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 30 tháng 9 năm 2020, kể cả thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ.